tiếp tục cho truy nã Nhàn IEC, Tổng Bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì? Trước hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8 năm nay, dư luận trên mạng xã hội cho rằng ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để loại Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Nguồn tin nội bộ cho biết khi đó đã tiết lộ ông Tô Lâm đã cho tay chân tiến hành lùng sục để tìm ra bằng chứng nhằm chất phế Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng vẫn không thành công. Mới nhất, gần đây vào ngày 4 tháng 10, truyền thông nhà nước đã đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC, tiếp tục bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Công luận đặt câu hỏi là vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, dù đang trong cảnh tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài nhưng vẫn tiếp tục ra lệnh truy nã bà Nhàn IEC và nhằm mục đích gì? Liệu điều này có liên quan đến tương lai của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay không? Tin báo chí Israel đã được đài FA tiếng Việt trích dẫn cho rằng nguyên nhân thực sự đằng sau vụ truy nã bà Nhàn là các thỏa thuận mua bán vũ khí. Nguyên nhân sâu xa hơn là cuộc cạnh tranh trong nội bộ của đảng giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vẫn theo trích dẫn của đài FA, Tổng Bí thư Trọng là người đã quyết định chọn thiết bị vệ tinh tình báo của một công ty Israel. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm về dự án này. Đồng thời, dự định bắt giữ bà Nhàn đã được lên kế hoạch chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Được biết, bà Nhàn hiện đang sống ở Đức và có lẽ bà đã hoàn tất thủ tục xin tị nạn chính trị. Bà đang được bảo vệ rất chặt chẽ với nhiều tầng, nhiều lớp, không chỉ riêng lực lượng an ninh, cảnh sát của nước sở tại, mà còn có lực lượng Tổng cục 2 kiểm soát 24/24. Bà Nhàn là người đang nắm giữ rất nhiều bí mật quốc gia liên quan đến các hợp đồng mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng. Đây cũng là những vấn đề tuyệt mật của đất nước, kể cả Bộ Công an cũng không thường biết đến. Một câu hỏi đặt ra là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã quyết định chọn mua thiết bị của công ty Israel, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm về dự án. Vậy tại sao ông Trọng và Bộ Công an của ông Tô Lâm trước đây lại nỗ lực truy bắt bà Nhàn nhằm loại bỏ ông Phạm Minh Chính ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ? Một số ý kiến cho rằng, cũng như Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là tay chân thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và đã được cài cắm trong kế hoạch hậu Ba Dũng để trở lại nắm trọn quyền lực ở bốn vị trí tứ trụ, kể cả ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Trần Thành Mẫn. Trong lúc ông Tô Lâm đang phải chịu rất nhiều sức ép từ số đông trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, gồm những thành phần bảo thủ, ủng hộ đường lối thân Bắc Kinh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điển hình là một bộ phận tướng lĩnh quân đội thân Trung Quốc. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 7, ông Trọng đã nhiều lần tuyên bố bóng gió rằng ông sẽ đưa bà Nhàn về nước để xử lý. Khả năng cao khi còn sống, ông Trọng biết rõ các biểu hiện ăn chia tiền hoa hồng của giới lãnh đạo quân đội trong các hợp đồng mua vũ khí của Bộ Quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la nhưng không có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên đến nay, nhằm tình bình định phe quân đội, có lẽ ông Tô Lâm mượn chuyện bà Nhàn IEC để sắp xếp lại nhân sự Bộ Quốc phòng và phe quân đội sao cho có lợi cho ông. Ông Tô Lâm cũng thừa biết việc tổ chức bắt cóc bà Nhàn tại thời điểm này là bất khả thi và là điều dại dột, không bao giờ được phép. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin tiếp tục cho truy nã bà Nhàn IEC, Tổng Bí thư Tô Lâm đang tính toán điều gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ không đầu tư vào Việt Nam? Trong chuyến công quán Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc và gặp gỡ với một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta. Đồng thời, ông cũng đề nghị phía Mỹ giúp đỡ Việt Nam phát triển về công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học. Theo công bố của hãng công nghệ Microsoft, tập đoàn này sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ đô la tại Indonesia.
trong lúc Amazon thì tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 9 tỷ đô la tại Singapore, 5 tỷ đô la vào Thái Lan và 6,2 tỷ đô la vào Malaysia. Mới nhất vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, gã khổng lồ Google vừa công bố đầu tư tổng cộng tới 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, quyết định vừa kể trên được đưa ra sau khi Google cân nhắc sẽ đầu tư vào Việt Nam hồi tháng 8 năm 2024, nhưng cuối cùng đã không làm tại Việt Nam. Khi đó, mạng xã hội Việt Nam chia sẻ thông tin tin rằng Google đang xem xét xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Sài Gòn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của công luận trong nước cũng như quốc tế. Nhưng cuối cùng, Google lại chọn Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á khác, khiến Việt Nam lỡ mất cơ hội thu hút đầu tư lớn. Vậy, vì lý do gì mà Google đầu tư vào Malaysia và Thái Lan nhưng lại bỏ qua thị trường Việt Nam? Theo giới phân tích đầu tư quốc tế, Việt Nam đã gặp bất lợi lớn khi cạnh tranh với hai nước trên bởi những hạn chế về các mặt như chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng và sự can thiệp của chính phủ và hoạt động kinh doanh. Một trong lý do quan trọng khiến Việt Nam để lỡ dự án của Google là vấn đề thể chế chính trị. Hệ thống chính trị độc đảng ở Việt Nam là điều hoàn toàn khác với thể chế chính trị dân chủ đa đảng ở Malaysia và Thái Lan. Hai quốc gia vừa kể trên có hệ thống tam quyền phân lập, có đảng đối lập và tiếng nói người dân được coi trọng. Đó là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực, để đảm bảo tính công khai và minh bạch. Vào tháng 4 năm 2024, giám đốc điều hành Tim Cook đã đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi ông rời Việt Nam thì tập đoàn Apple đã quyết định đầu tư nhà máy của họ tại Indonesia. Bên cạnh đó, yếu tố năng lượng điện không ổn định cũng như cơ sở hạ tầng Internet của Việt Nam chưa ổn định, tình trạng đứt cáp biển, băng thông quốc tế vẫn thường xuyên xảy ra. Những điều này đã ảnh hưởng lớn hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Mới đây nhất, Hoa Kỳ đưa ra các cảnh báo với chính quyền Việt Nam về việc sử dụng các tuyến cáp quang của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa đến an ninh mạng, bảo mật dữ liệu. Đây là điều rất nguy hiểm và là thách thức lớn trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Hơn nữa, luật an ninh mạng của Việt Nam đã tạo ra một rào cản tương đối lớn. Theo đó, nhà nước yêu cầu các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu của người dùng trong nước. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp này phải đặt máy chủ và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Đây chính là vấn đề vi phạm nhân quyền mà các doanh nghiệp phương Tây khó có thể chấp nhận. Chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Google vào Malaysia đã tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào GDP của Malaysia tính đến năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Chính quyền Việt Nam lấy lý do đảm bảo an ninh quốc gia nhưng lại đưa ra các yêu cầu khiến các công ty công nghệ khó có thể chấp nhận vì nhu cầu hoạt động độc lập của họ. Từ đó dẫn đến việc họ không cảm thấy thoải mái khi quyết định đầu tư vào Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ không đầu tư vào Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.